chào mấy bạn nha. Dạ em chào cô, chào cô, chào cô, chào cô. Chào bạn Đa. Bữa nay cô khỏe không cô? Ôi cô mệt quá, dạ online cô thật sự rất là mệt luôn á, rất là tốn rất là nhiều năng lượng luôn. Lớp mình vào đủ chưa nào? Ủa, bạn Cường đang ngủ hả ta? Dạ Phải không Cường cô đang đợi em đợi em gọi cho Cường cho cô, nãy giờ nó đợi cô nãy giờ từ giấc 5:30 á cô đợi em tí xíu cô ơi. ai gọi vậy trời ơi, đang ngủ ngon. Alo, Vô lẹ mẹ ơi. Alo ủa alo. gì Alo. Vô lẹ mẹ ơi, cô vô rồi, cô Trúc tới rồi, cô Trúc tới vậy rồi. hả? Cho 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 quên, tôi quên, để tôi vô. Em chào cô, bữa nay cô đẹp quá vậy cô. Trời ơi, giờ này em mới dậy đó hả Văn Cường? Trời ơi, em chờ cô nãy giờ em ngủ chết cũng cục. Học bài chưa? Cô thật sự cô thấy em cô trầm cảm quá, cô thật sự mệt mỏi ghê luôn á Cường. Ở cô bị mệt hả cô? Ừ, mệt lắm, dạy online thật sự cô rất là tốn quá Cô luôn. ơi, nhà em có cái sản phẩm này, cô uống vô là cô không bao giờ bị mệt. Cô có thể dạy từ lớp 1 cho đến lớp 6 luôn. Vô cùng khỏe mạnh nha cô. Xăm của bạn Nam Cường bạn Ủa tóc rồi nha cô ơi. ủa có cái gì vậy ta? Ủa đang Dạ, em đang bán hàng đó cô. ủa Đó cô đang uống đi học vô mà cho bạn Cường. cô, mình đang học môn gì vậy cô? Em không biết học môn gì nữa hả? Mình đang học môn gì? Em nhắc lại tên cho cô đi. Đó, em đang thực hành đúng đó cô. Bán hàng qua mạng. Chúng ta đang VR đó cô. Và đây là sản phẩm của em vô cùng khỏe. Cô uống cô có thể dạy được từ lớp 1 cho đến lớp 6. Vô cùng khỏe cô ơi. Vô cùng khỏe cô ơi. Ô Đúng bạn không vừa có con? bài quá ha, tiền đâu mà mua, tiền đâu mà mua, bây giờ thuộc bài quá tôi kêu trả bài nha. Ô, cái mạng của em nó bị gì hết ơi, cái mạng Trả bài nha. Ủa mất hết mất rồi Quân cô đâu ơi. Để rồi? em Thôi vậy gọi thôi, cho bạn. chúng ta học bài mới nha, không trả bài nữa, chúng ta học bài mới nha. Rồi dạ cô. Còn Cường nó xin vô lại nè cô, có cho nó vô không cô? Ủa lẽ PT là tự vô mà sao sao lại xin vào? Rồi nó đang lấy cái mail marketing gì của nó nè, chị em bấm cho nó vô hả cô? Gọi là có cái kêu vô. Ủa nãy giờ em ở đâu vậy Cường, sao cô kêu em hoài luôn á mà em không có lên tiếng, không có thấy mặt mày đâu luôn. Em vô lại này nè cô, nhà em cúp điện cô ơi. Thôi em lý do quá là nhiều lý do, lúc thì lý Em do nói thiệt, em nói thiệt, em nói thiệt. trời ơi, cô thật sự mệt mỏi với em quá Cường. Ủa cô mệt hả cô? Cường mệt lắm em Cô ơi. có bị đau họng không cô? Nói là, tức là nói là kêu tên em nhiều quá cái đau Ok, họng. em có sản phẩm mới luôn cô. Đây xăm lăn với mật ong 6 tháng nha cô. Trời ơi cái này ha, cô mà uống vô một cái ha, giọng cô khỏe luôn. Cô tha hồ cô giảng bài ha, mà cô có thể cô la em cũng được luôn, suốt ngày không sao cô. Ủa Đa mày hỏi hả, giá hả? Ủa mày hỏi là xăm ngâm mật hay là mày hỏi rượu xăm Đa? Mày hỏi mày nói cái nào vậy, cho tao mới tư vấn cho mày được chứ Đa. Cả hai luôn hả? Mày mua cả hai tao giảm giá cho mày nha, re-ship cho mày luôn. Ủa lấy hộ mày lấy gì, cho tao địa chỉ đi Đa. Cường Ủa à, dạ dạ mày cô để em bán tí xíu cô. cho em 5 phút ba mua hàng cái cô ơi, rồi mày đem giao cho tao tới nhà tao nghe, chiều nay 4 giờ chiều nha. Ok, tao cho mày đi luôn, không cần phải sợ dịch gì hết, tao giao cho mày liền luôn, hai cái nha, hai cái Đảm bảo nha. 5K nghe mày, 5K nha. Ok. Rồi sao mày mày lấy hết hai cái đúng không? Tao lấy hết hai cái cho tao 2 hũ. Tao Ok, tặng hai cái. anh Bảy tao nữa. Cho tao thêm 2 hũ nữa đi. Ok luôn. Sao cô, còn cô có mua con Đa nó mua cho em nữa cô. Cô là trời ơi, tiền đâu mà mua. Trời ơi cô nói làm sao em nghe hả, giảng viên FPT giàu muốn chết. Ai Trời đồn ơi vậy, ai đồn? em nghe nè, em còn thấy cô đi mua sắm tùm lum tùm la luôn, cô mua giùm em đi cô. Em tắt Có tiếng nó rồi cô ơi, em tắt tiếng nó rồi trời cho nó ơi, bây khỏi giờ nói làm nữa. sao em có thể chặn nó hoặc là em kích nó ra khỏi cái lớp học cho cô, nó quấy rầy quá, cô không thể nào dạy được Đa. Bây giờ Theo phải quy làm nó có đóng tiền học phí cô ơi, nên không có thể cho nó ra khỏi lớp được cô, cho em tắt tiếng nó thôi cô. nó nói cái gì á, con thấy nó nói suốt kìa Đa. Kệ nó đi cô, hồi nó nói nó mệt nó nghỉ rồi cô. Thôi vậy chúng ta tiếp tục bài học nha, các bạn đừng có quan tâm tới bạn Cường nha, chúng ta tiếp tục bài học nha.
Như các bạn cũng đã biết ha, PR trên Facebook được hiểu là một cái cách thức quảng cáo các sản phẩm, dịch khách vụ. Yêu ơi, khách yêu ơi, hôm nay khách mà mua hàng á, đã Cường sẽ hát cho khách nghe một cái bài mà hôm nay là chung thất của ca sĩ Phi Nhung nha, sẽ hát một cái bài vô cùng trend luôn nè. What? Bầu ơi, em đang buồn ai lắm phải không? Ủa cái gì vậy? Cô muốn tắt mic nó luôn không cô? Ồ, tắt mic đi. Ủa sao kỳ vậy nè mấy đứa? Cô bấm nghe đó, cái cô chọn ngay cái micro của cô rồi cô tắt ngay, cô nhấn cho cái micro cô tắt nó. Trời ơi sao mà phức tạp quá vậy nè Đa, từ từ Đa, cô đã không có bằng công nghệ rồi à. Sao Đa chỉ là cô đi. Cô remove nó ra khỏi cái clip luôn đi cô, cho nó ra khỏi lớp luôn đi cô. Cô ghi mua nó ra khỏi list luôn cô. Cô bấm ngay cái tên của nó bên cái khung màn hình đó cô. Cái hiển thị tất cả mọi người đó, cái cô nhấn ngay cái tên của nó có cái chữ ghi mua đó cô. Ghi mo ve đó cô. Cô list vô ghi mo ve, cô ghi mo ve nó ra luôn đi cô. Trời ơi, cô đang list nè, sao mà khó khăn muốn gì nè, không có được. Cô thấy ghi mo ve nó chưa cô? Trăm. Ồ khách ơi khách mua nha, bây giờ nãy nè hát rồi đó nha, bây giờ khách mua giùm nha. Ủa làm sao Đa, cô chưa có làm gì nè Đa ơi. Cô kiếm ngay cái tên nó có cái chữ ít gạch ngang, cái chữ vòng tròn 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 đó cô. Tròn giống như mắt kiến của cô đó, cái gạch ngang của cô lít như đó. Không có remove được. Ôi, mấy bạn ơi, hôm nay thì chúng ta cuối cùng cũng đã kết thúc được môn học rồi, hôm nay là slot cuối cùng rồi. Thì tuy là cũng có những khó khăn, những cái trục trặc trong quá trình học online, nhưng mà lớp chúng ta cũng đã cố gắng rất là nhiều ha. Cô rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn bạn Đa, bạn Cường đã tham gia vào giờ học của cô nha. Bạn Cường ơi, bạn Cường có ý kiến gì không? Dạ, em muốn nói là tuy là chúng ta đã có những giờ rất là khó khăn để học, nhưng mà chúng ta cũng đã hoàn thành xuất sắc được môn học đúng không cô, và hiểu hơn về cái cách bán hàng trên mạng. Ê nhưng mà mấy bạn ơi đừng quên nha, Cường vẫn bán hàng online nha mấy bạn. Tới mấy ta rồi, bữa nay kết thúc môn học rồi, em xin hát một bài tặng mọi người, một bài hát mà em chế lời nha mọi người, chuẩn bị nha. Đang ung dung giảng bài thầy ơi chưa bật micro, mút cô tôi rất buồn thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang làm gì bây, bật cam ngay lên thôi. Thôi coi xong thầy liền bắt ngay. Hai, tôi vừa liền tay bật ngay cái phone và gọi tiền tay. Mày ơi đang ở đâu, thầy đang kêu mày kia. Tôi lẹ tay ngay, thầy ơi đây này. Vậy thì cùng vượt qua Covid, hãy mình nên đơn anh em bắt tờ tôi nắm chặt tay. Ta thiếu nhau như thịt kho thiếu bánh mì, người cùng chung tay ta sẽ được rất nhiều. Cùng thầy cho ta không cần chi phải lo, vì thầy cho ta nên Covid sẽ sớm đánh bay. Ta thấy vui hơn khi thầy cho ta cùng chung một lòng, tính toán cho rừng trên dưới một lòng. Chúng ta lại gặp nhau.